Rồi mình có rãng con xì bắn 135 y của Thái Lan nha anh em. Đó, sườn này sườn đời cao. Đây mình bán full bộ ha. Sườn gấp chống đứng của 135 á, em nhỏ nha anh em, nhưng mà này là sườn của xì bắn 135 y nha anh em, xe Thái Lan nha. Thì full một bộ này mình bán cho anh em giá 2 triệu nha. Tình trạng là sườn sơn zin 100% nha. Sườn sơn zin 100%. Đó, sườn sơn zin 100%. Rất là đẹp, không lỗi lầm, không công quan hết nha. Đó anh em nhìn thấy không? Cây sườn đang mung luôn. Rồi anh em về gắn vô dòng ẹt nhỏ là ngay luôn nha anh em. Đó. Không có lỗi lầm gì hết nha. Gắp sơn zin hết, toàn tập. Anh em nào xài thì alo mình nha. Cái sườn này mình bán hết sườn gấp như thế này mình bán cho anh em giá chỉ 2 triệu thôi nha anh em. Đó. Đây tem nè. Anh em nào xài nhỏ này kia mà cần vô sườn thì cứ alo mình nha. Đó. Cái sườn này mình bán cho anh em giá sườn gấp trong đứng full hết như thế này.